Hello, xin chào các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy huy hiệu Construction OP Champion trong tựa game Big City Tycoon. Để lấy huy hiệu này, trước tiên các bạn phải đi đến tòa nhà đang xây dựng trong thành phố. Và các bạn hãy đi theo mình để đến đó nha. Sau khi các bạn đã đến đây thì chỉ cần đi vào và hoàn thành OP này để lấy được huy hiệu thôi. Và đó là toàn bộ nội dung trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.